chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình ra tiếp tục lên video giới thiệu các bác mình một con điều hòa cửa sổ một cục nhá, Kozumi 8000 BTU, con này đời 2012 này. Đấy. Máy là vỏ zin mọi người nhá, máy rất là đẹp luôn. Đấy. Con này công suất là 8000 BTU này, dùng cho phòng độ khoảng 12 13 mét vuông đổ lại được mọi người nhá. Máy chạy là siêu êm luôn, siêu êm siêu khỏe luôn. Đấy. Nói chung dòng Kozumi thì mình rất là thích bán này. Mình nhập cũng rất là nhiều dòng này và bán rất là nhiều dòng này luôn. Thì đây mọi người nhá, mình sẽ tổng quan luôn con máy này cho mọi người nhá. Con này là công suất 8000 BTU dùng cho 13 mét vuông đổ lại này. Sơn zin này. Đời 2012 này. Chạy già rất êm và rất khỏe luôn mọi người nhá, lạnh sâu. Đấy, dàn cũng rất là đẹp. Đấy. Dàn này nó tương đối đẹp này. Mọi người này. Đấy, dàn rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đấy. Dàn đều và đẹp. Đấy. Máy thì nguyên zin. Đấy thì bác nào có nhu cầu về con điều hòa cửa sổ một cục Kozumi 8000 này đời 2012 liên hệ bên em nhé. Đấy, những con máy như đời như này thì đã chạy rất là êm mọi người ạ, chứ còn đời cao cũng chưa chắc chạy là êm đâu. Em thích bán những dòng đời trung bình này, rất là êm và rất là ngon.